du khách đông quá bà con ơi. Tôi sẽ nhớ hết. À, không biết họ ở nước nào tới đấy bà con. À, nói chung là coi như cuộc sống ở đây coi như rất là đạo đức bà con ơi. Coi như các ở đây người bây giờ ngày nay ngày chủ nhật á, hàng quán người ta đóng cửa, nhưng mà riêng chỗ đám bán đồ ăn thì vẫn còn tiếp tục mở cho bởi phục vụ người dân. À, vừa rồi người ta nói cho biết là những người vừa rồi đó ở Nam Mỹ mời họ tới đi du lịch bên này bà con. À, hành hương ở bên này thì Nam Mỹ thì nó cũng một số cũng nói tiếng Tây Ban Nha, thì mấy người ở Tây Ban Nha thì người ta có thể hiểu được. Sydney chứ. Yeah. Coi như một nhóm này cũng tổ chức ở bên Sydney nữa bà con. Lại bên này đánh cho trắng bên đám Việt Nam. Chào A Châu. Oh,
rốt cuộc hai nhóm cùng một nước gặp nhau và cùng một thành phố nữa, rồi cùng công ty nữa bà con. Con cũng à, cái pin đó.